Rồi đã chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Đại Vlog nha. Thì nếu mọi người nào có xem được video ha, thì nếu yêu quý Đại thì nhớ đăng ký kênh và bấm like và nhấn chuông và chia sẻ ủng hộ Đại nha mọi người. Thì quay trở lại dưới cái video này thì Đại muốn giới thiệu cho mọi người một con, đó là TL nha, TL33 ha, đó Mitsubishi TL33 là nòng 36 ly 33 cc nha. Thì cái con trong video này thì là muốn nói đến thì thôi thì đừng nói nổi nữa, máy là máy chưa rửa chưa vệ sinh nha mọi người. Thì dây nè, dây dây của nó nè chưa rửa chưa gì hết đó, thì nó để là cao vát. Thật cái đầu này là nó nằm ở trên cái dàn thổi thổi lá mọi người ha. Rồi thì cái phần mua bán thì khi mọi người mua máy bên Đại, Đại sẽ bao ship toàn quốc cho mọi người nha. Nó thì tiếp sau đó là Đại sẽ tặng cho mọi người tổng cộng 5 món nha. Là một, thứ nhất là một cái sợi dây đeo zin nè, mà sợi này của cái cần này nó dính vô đây rồi. Một cái sợi dây đeo zin, một cái bát cước nha, thì có cái nào cho cái đó, thì có bảy cho bát cước, bảy bát cước này dữ lắm, phê luôn nè. Đang theo con máy này, một cái tiếp mở bugi, một cái lưỡi dao ha, và cuối cùng là một cái bugi bảy ha. Thì tổng cộng là 5 món nha, tặng theo tất cả là 5 món đó. Rồi thì bỏ vào đây đi. Thì con máy này thật sự thì họ mở bô cho mọi người xem luôn đó. Thì con này là hàng sưu tầm nha mọi người đó. Hàng sưu tầm của Đại nha, giữ lắm lâu rồi để không có đem ra ha. Máy là chưa vệ sinh chưa gì hết, nguyên zin của nó. Thì con này nó sử dụng một cái chế van rò hai kim nha, đây đã lên tay đỏ luôn đó, chế van rò hai kim le đỏ tự động ha, lên ga tự động nhảy về. Thì đối với những cái chế này thì nó rất là điểm, nó là rất là tiết kiệm xăng nha. Đó thì đây là lóc đóng mắt in ra băng ha. Nó thì ra là máy nó chưa vệ sinh nên nó như vậy. Rồi thì bình xăng nó đây, xăng zin luôn, trắng tinh luôn. Rồi nắp xăng zin này có lỗ thông hơi trong đây luôn, tất cả là nguyên zin nguyên bản. Thì một chút xíu là mở bô ha. Đó, rồi thì cho mọi người coi cái áo nè, không có bóng nha, đã làm không có bóng đâu, hồi trước giờ là như vậy. À, bugi cũng là bãi nguyên zin luôn. Thì quay từ đây mở bô đó coi chưa, thì công tắc tích hợp đây ha. Máy là trời, áo nè, áo không có một tì vết nha mọi người đó. Thì tâm má của nó thì nó có chỗ này thì nó hơi bị nổ một tí nè đó, thì nó tình trạng nó như vậy. Đây thông số của nó tên là 33, số seri nó là gì đây, 123 362 ha. Xăng zin luôn nè, đại để lúc đại để chân á, rồi đại để cái gì cái cây cọ ở dưới nó ra màu, nó dính vô nha mọi người đó. Thì đây nó có chống bể bình xăng luôn đó, mọi người coi nè, nắm zin luôn, cái này còn dạng kính của nó luôn, chế là chưa đụng chạm gì hết nha, còn nguyên zin của nó ha. Thì cần đây nè, tâm nè, thì cái cần này là cần của thằng TG28 nha, cần này là cần chưa xài nha mọi người, cần là chưa chạy luôn ha. Đó, rồi thì máy móc nè, bô nè, ốc tán thì đẹp bảy màu hết ha. Ủa để nó xuống xét luôn trời nè, đó ốc tán bảy màu len can nha. Mà coi áo đi nè, đó, mặt bên đây nè không có tì vết luôn ha. Thì con này bê tông nó dữ lắm mọi người ơi. Đây thì tay ga tay lái của nó là nguyên zin của nó là gì ha. Đó đẹp nè, mỗi cao coi cần nè, đó thì trắng cỏ zin luôn nha mọi người, coi cái chén đầu bò của nó nè, chưa chạy nha, để thì nó bị sét mòn rồi nè, dinh dự câu luôn, có uy tín ha. Đầu bò nó thì có chén úp ngược để chống dính cỏ ha, và nó có cái chén úp lên để chống mài mòn luôn đó, rất là uy tín ha. Đó, cần lớn luôn, ống cần hai mấy đây không biết nữa, quên hoài, 28 hay 26 không biết nữa. Thế thì thôi các mọi người, cần 26 nha mọi người. Đó, cần đó là cần 26 ha. Rồi, thì nữa cái Zalo Đại thì để cái số điện thoại bên góc dưới video ha. Mọi người có cần liên hệ hoặc sao đó thì cứ alo. Cần lát nó nè,
nó con TG28 nha. Cái cần này, cái cần này là thật sự mà nói thì theo đại nha, cảm nhận hiện đại là nó phê hơn cần cây của cần cái TL nhiều nha. TL thì nó sơn màu đỏ đẹp thôi, mà nói về cái độ ấy thì nhìn nó không bằng này đâu mọi người. Ở đây mà muốn rút cần ra thì mở ban ốc này nha, rút ra thì chỗ này nó hay một cái là nó có một cái chỗ này để giảm sốc, thứ nhất nữa là nó giảm nhiệt nha mọi người ha. Đây chỗ này thì trong này thì chắc có lớp cao su nè, là nó cũng rinh nè, chịu nhiệt. Thì theo đại nghĩ là cái cần này nếu mà thay đạn này kia cắt dễ, mở bốn ốc này ra là lấy được cái thớt này ra rồi. Thì ở trong mình lấy cái phe thì rất là đơn giản, nếu mà lấy được cái thớt này rồi lấy cái phe ra là không có gì khó hết ha. Đó là nó vậy rồi. Thì bây giờ đại sẽ mở vô nha, mở vô cho mọi người xem rồi một tí đó, thì gấp lại và test nổ nha. Máy này rửa lại một cái nữa thì thôi luôn mọi người ơi, cảnh tượng luôn. Đây là máy này là nói trước là sưu tầm nha. Thật sự thì bán hồi đó giờ cũng có đẹp, rất là đẹp nha, chứ không phải không có, mà lâu lâu mới được chứ không phải có hoài đâu nha mọi người. Nè mọi người coi nè, ốc tán bảy màu luôn nè, để nó xét mọi mẹ ơi. Nè bô nè, bô còn bụi bặm nguyên nguyên của nó ha. Rồi thì mở ốc này nữa. Hàng này bây giờ khó kiếm lắm mọi người ơi. Đấy, xét xàm trời. Quá đẹp lắm mọi người, để gọi vậy. Bụi bặm đóng xét. Này. Nè, rồi quên lấy cái đồ ra đang gội nữa, thiệt tình. Nè, con coi bô nè. Hai con ốc nè, còn ống ánh luôn ha. Bô này mà rửa lên cái thì thôi hồn vía lên mây nha. Rồi thì để đại quay cái bích tông cho mọi người coi. Chỉ một từ là con này là 10 điểm ha. Đây có đóng một bên khói nào đâu mọi người ơi. Ây da, mũi nó chích, trời máu hết xịu à. Đó, mình coi bê tông nè. Mày thấy chưa? Không có đóng miếng khói nào luôn. Máy thì thôi luôn. Nè, mọi người thấy chưa? Từ trên xuống dưới nè. Máy này không mua thì mua con nào? Đó, bạc nè, mọi người coi bạc ha. Nòng 36 ly nha. Đó. Thì ở trên nó vàng vàng là tại không có chạy nha. Thì mình chạy mình nạt nó sẽ văng ra hết ha. Ừ. Máy móc là có chưa có rửa chưa có vệ sinh gì chứ. Còn cứng không mở đâu. Thì nó vậy đó mọi người. Đó. Thấy rõ không mọi người? Thì nói chung là đại làm thì đại cũng muốn cái nào đâu đó nó rõ ràng với mọi người ha, nên không có sợ cái vấn đề mà mở. Thì máy thì sao thì mình nói như vậy, mình làm ăn lâu dài chứ không phải làm ăn ngày ăn bữa nha mọi người. Nhưng mà gọi kỹ vô thì nó nhìn nó rất là đẹp nha. Nè, tại để xa nhìn không có thấy mặt võng đó, nhưng mà nó còn nguyên zin luôn á. Rồi thì bây giờ đại gáp vô ha, mình lại cho xăng vô và lại test tiếng nổ cho mọi người nghe nha. Cái con này giờ kiếm đâu ra mọi người ơi. Lâu tí nha mọi người thông cảm nha, thì bởi vì mở bô là nó vậy đó.
mở gì thì nữa mọi người về khỏi mở đó. Thì giá cả thì đại sẽ thông báo trên đây nha. Bây giờ những lái buôn đồ này kia đồ người ta cũng xem nhiều lắm, đó là cái vấn chuyện làm ăn thì ai cũng vậy thôi, không cạnh tranh là ai cũng muốn cạnh tranh hết đó, nên thì đại sẽ thông báo ha. Rồi coi này, ốc tán 7 màu hết trơn nè, không like gì trên máy này. Chế chế banh rồ ha, banh rồ hai kim đó. Rồi thì để máy xuống rồi đã cho xăng rồi đã test nha. Là máy xưa giờ là nó lại là không có bóng nha mọi người, nó không có từ bóng bóng ha. Anh em nào thích bóng thì bóng nha, còn riêng đại là gì ha. Đó, mình thấy chưa? Đã làm video mà đã cũng không có chỉnh sửa gì đâu nha. Thì cứ quay vậy thôi, rồi để cái tên ở đại vlog này kia rồi thì đại đăng thôi à. Chứ đại cũng không có màu mè hay là người kia đâu, nhiều khi mọi người thấy cái câu chào câu từ của đại, nhiều khi bữa nay để nói gì mà để nói kia nữa. Làm thì hứng sao nó vậy à mọi người, chứ không có sợ kịch bản trước thôi là phải thuộc thậu gì không có nha. Đó. Thì trước giờ thì mọi người đã mua máy bên đại thì cũng biết rồi. Rồi thì giờ đại test nổ nha. Rồi lên xăng nè. Xăng lên đầy đó. Cứng rồi đó. Đẩy qua ha. Kéo. Dây nè mọi người. Trắng thấy ghê không, từ trong ra ngoài rồi thấy ghê mọi người đó. Như đã nói thì cái này nó cũng là cái nòng kẻ ha, đây là ba nó, khi nó lên hết cái đường kẻ xa áp tự động đó thì nó sẽ cái tua gắt nó sẽ cứng nha nè đó, và tới là tới đỉnh rồi đó, nó sẽ cứng đó, nổ luôn rồi kìa. Chế này đã chưa chỉnh gì hết nè, đây đó không? Chết gì đâu. Mình không nghe luôn mọi người. Nó tiếng thì chưa. Gài vô đây luôn, đừng cho nước mưa được vô nè mọi người. Đó, máy này phải nói là cực kỳ, không có từ nào mà để tả. Thì anh Tây nhỏ tắt ha. Đó là cái bệnh nghề nghiệp rồi, bữa anh nào nói vậy đó, là nghe mất cừ. Yeah.
Rồi thì video nó cũng dài rồi, thì để giới thiệu con máy này đến đây thôi cũng kết thúc mọi người ơi. Hẹn tất cả mọi người ở những cái video tiếp theo nha. Rồi chào mọi người.